mình là Camui, một người con ngoan của bố mẹ. Nhưng mình không muốn như vậy. Mình sẽ là đứa trẻ hư sao? Nhà của tôi ở giữa trung tâm luôn, quá xịn luôn đó mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào nhà xem. Nhà không có gì cả. No one can play with me. Oh my god, me too. Me too. Bạn đâu? Ở lắm nào để vào. Mẹ luôn đó mọi người, không muốn vào được. Cứ không vào được. Bạn ấy vào kiểu gì vậy? Người bạn đầu tiên mà tôi gặp được trong game. Và bạn, nhưng mà tôi không kết bạn được với bạn ý. À, buồn lắm. Ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 trên kênh của Hero Team có ra một bộ phim về học đường, các bạn nhớ coi cùng bọn mình nha mọi người. Rồi ok, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với series game cho con gái. Thì Camui có nhớ là bạn ấy có bảo là cái gì đảo diệu kỳ nhưng mà không phải đảo. Đây đây, Rome City này, đảo diệu kỳ nhưng không phải là đảo mà là đua xe, xây nhà, thiết kế nội thất và trang trí cho căn nhà theo phong cách của riêng mình. Bên cạnh đó bạn có thể tham quan nhà, đồ nói chuyện, trải nghiệm xúc và sinh động. Ủa, không phải đua xe hả? Nhìn cái này tôi cứ tưởng là tôi được, hôm nay tôi được đua xe chứ hóa ra không phải hả? Vào trò chơi thì bạn ấy có một cái tóc giống tôi nè mọi người. Thật ra đây không phải là NPC mà đây chính là Camui. Thật ra Camui chính là chủ của cái trò chơi này, nên là thật ra những cái này tôi không cần đọc. Thấy cái gì mà chào mừng đến với lãnh địa, tôi là tinh linh trò chơi. Không cần, nhìn lại đây là lãnh địa của bạn. Ok bạn nha. Thật ra nói thế thôi nhưng mình vẫn là mình lần đầu vào nên là phải đọc cho mọi người. Chạm vào nút dọn dẹp xử lý tất cả hình ảnh khối. Không hiểu cho lắm nhưng mà ok, dọn dẹp. Tuyệt vời, bạn đã có ngôi nhà và chế độ nhà nhỏ bền lâu, điểm tích số. Nếu mà nhìn nhà này thì tôi lại thích nhà cầu vồng mọi người ạ, tại vì nó màu sắc nhìn khá là cute nên là tôi sẽ thích nhà cầu vồng nha mọi người. Ok, bạn đã chọn được ngôi nhà đầu tiên, chạm để sử dụng. Rồi đây, chúng ta sẽ vào đây này, rồi các bạn đặt ở đây à, rồi xong rồi nói chung là làm theo hướng dẫn. Các bạn cũng không biết nữa. Rồi ok, và bây giờ việc của Camui là chỉ việc đặt xuống thôi đúng không? Ở đây đằng này nó có mấy cái màu kiểu kẻ này. Nếu Camui không nhầm thì nó sẽ là đặt ở đây. Rồi sau đó thì Camui sẽ ấn một cái. Đó, sau khi xây nhà xong bạn có thể chạm vào nút bên trái hoặc bên phải để xoay nó sang theo mặt nào muốn. Chúc mừng giờ bạn được chơi trong ngôi nhà của mình. Ê, có bạn kia đây chào mình nè. Hello bạn, chờ mình xíu. Mình đang đọc hướng dẫn bạn ơi, chờ mình xíu. Hello. Hi, ôi bạn đi hai mình chơi. Cho tôi phải hai lại chứ bạn ấy chào mình mà. Hi, ok. Chát một cái được gọi là được cái tiền này. Nhưng mà bây giờ bỏ cái này ra kiểu gì ta? Ok. Hi, chào bạn. Lần đầu tiên tôi có bạn ở trong game mọi người ơi. Tôi có bạn trong game mọi người. Từ từ, đây. Jenny, bạn này chắc là con gái nhưng mà không sao nhân vật con trai ta. Ủa đây là nhà của bạn hả? Ủa? Đây là nhà của bạn này, hình như là kiểu toàn người nước ngoài sao? Từ để Camui chát cái con. Nói chung là thật ra là Camui định chắc Izat cho hầu á, nhưng mà không hiểu sao mà nó đã thành dấu sao của người ạ. Nên là hủy bỏ, không khiêu chiến khiêu chủng gì hết. Tôi mới chơi mà từ gì đòi khiêu chiến thế. Nhưng mà cái này là sao đây? Nói chung là bạn này có bàn trang điểm hả? Bàn trang điểm đúng không? Đây là cái bàn trang điểm mà đúng không? Hay là bàn máy tính nhỉ? Đúng không? Không, đây là bàn trang điểm. Hứa với mọi người, đây là bàn trang điểm. Không thể nào mà có cái máy tính không kỳ lạ như thế này được. Chắc chắn đây là bàn trang điểm của con gái hả? Cái này hơi khó hả? Hơi khoai nhưng mà thôi một cái. Bây giờ Camui, điều Camui cần là gì? Bây giờ điều Camui cần là Camui về nhà. Đây, cái căn nhà bảy sắc cầu vồng của tôi đây. Đó, tôi đặt đúng hay không mọi người? Mọi người thấy tôi đặt chuẩn không? Đó, tôi đặt như nào? Nhà của tôi ở giữa trung tâm luôn, quá xịn luôn đó mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào nhà xem. Nhà không có gì cả. Vâng, thưa các bạn là nhà em không có gì cả. Tại vì em vừa mới chơi, mới thông cảm ý, trời ơi. Ở đây là, đây là trong chế độ xây dựng nè. Còn đây là ra ngoài chế độ xây dựng này, còn đây là chụp ảnh này. Chúng ta có thể chụp ảnh được luôn, nhìn nè mọi người. Wow, chụp ảnh được luôn nè mọi người. Bay được không? Không bay được, nhưng mà nói chung là góc chụp ảnh này cũng khá là tuyệt. Xịn. Ok, bỏ chế độ chụp ảnh ra coi. Tiếp theo là chúng ta có thể nói chung là chúng ta có thể chọn những cái này, tính năng chưa mở này. Bạn bè khi làm mà chúng ta chơi á thì lên level thì chắc chắn là nó chúng ta sẽ có những cái tính năng đó luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ này, gói quà khối xây này, đã nhận này. Điểm danh ngày cũng được tặng quà nhá. 7 ngày được tặng cánh pháp thuật đó. Ui thế chứ. Ok, tôi sẽ điểm danh cho đầy đủ luôn mọi người. Rồi hello các người. Ơi bạn kia là bạn ấy ở Indian Otaku Ấn Độ. Ui bạn ở Ấn Độ này. Hai chào cách
thôi cho cái con cái này được cái á mọi người, đó chính là có rất là nhiều người nước ngoài chơi, có rất là nhiều bạn ở nhiều nước chơi á mọi người. Đây là ví dụ như mà vừa rồi chẳng hạn chúng ta có thể thấy được là bạn ấy ở Ấn Độ, cái này thì bạn ấy ở đâu đó không biết. Nói chung là tùy bãi đặt như thế nào nè. Và chúng ta ở từ từ ở đằng kia Camui thấy một cái tòa nhà siêu to khổng lồ kia, không biết là có phải của người ở không. Nhưng mà riêng cái ở bên đấy là hình như là thành phố đúng không? À đúng rồi, bên đấy là thành phố, không phải của người mọi người ạ. Tôi hết hồn. Tôi cứ tưởng là chúng ta sẽ có nguyên một cái, có bạn nào đó xây được cái nhà khổng lồ đỉnh cao như thế chứ. Hóa ra không phải mọi người ạ. Nhưng mà điều Camui lớn tiếc nhất là gì mọi người biết không? Đó chính là Camui cứ tưởng là ở trong đây thì Camui sẽ được gì ra, Camui sẽ được. Sao bạn lại khóc vậy? Ủa bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Sao bạn lại khóc vậy? Đây này các bạn thấy không? Rõ ràng tôi biết là why you crying mà nó hiện lên cái gì đây? Nói chung là nó tự nhiên nó cách ra mọi người. Ủa bạn nào bắn tôi vậy? No! Don't hurt me! Don't hurt me! No! Đây bạn chị ý này. No one can play with me. Oh my god, me too. Yes, tôi cũng vậy á mọi người, tôi cũng có biết chơi đâu, lần đầu tôi chơi lẹ. Từ từ để tôi chat, đây là lần đầu tôi chơi. Thật sự luôn á mọi người, ở trong đây nó cứ có một cái gì đó không chơi được mọi người ạ. Từ từ bãi chat cái gì đây? Bạn ấy bảo play with me mọi người ạ. Ok, tôi sẽ đi chơi với bạn nha. Thật sự luôn mọi người, đó chính là ở trong đây tôi không hiểu sao, hoặc là do bình thường Camui không chat ấy mọi người, nên là Camui không biết là chế độ chat ở trong đây nó bị chặn nhiều lắm á. Mặc dù Camui biết ví dụ như là do chẳng hạn cái từ đấy là có cái gì đâu mà cấm như trời, nhưng mà là vẫn cấm của tôi. Bạn có xe hả? Đính nhớ. Alo bạn ơi, bạn cũng bỏ tôi sao? Lần đầu tiên tìm được một người bạn, nhưng mà người bạn đấy bỏ tôi đi. À đây này. Bạn đâu? Có làm nào để vào? À luôn đó mọi người, không vào được. Bạn ấy vào kiểu gì vậy? Sao bạn ấy vào được vậy? Come my hotel hả? Rồi mà hotel của bạn ở đâu? Làm sao mình biết? Vào đây nè. Bắt vào rồi nè. Xe miễn phí hả, đúng không? Cái này tôi nghĩ là xe miễn phí chứ tôi không nghĩ là bạn ấy có đồ đâu mọi người. Có một bạn tên là Tùng Hai Lát kìa. Wow, bình tĩnh bạn ơi. Không xe bắt đầu như thế chứ. Ok bạn ơi. Ê, hình như bạn ấy đi một đường tròn mọi người. Bạn ấy đi một vòng tròn mọi người ơi. Gọi là sao? Where your hotel? Rồi hotel của bạn ở đâu? À mọi người thông cảm nhá. Mình học tiếng Anh bị phèn ý mọi người, nên là mình đọc tiếng Anh hay là mình viết tiếng Anh nó cũng dễ bị phèn lắm, mọi người thông cảm cho mọi người. Rồi xong tự nhiên về nhà tôi làm chi? Đi một vòng rồi về nhà tôi làm chi? À đó rồi. Rồi bây giờ đi đâu đây? Nhà bạn ở đâu? Tôi không có biết. Rồi bây giờ chắc chắn là đi tìm nhà nè. Đi tìm nhà đấy nè. 14 người đã tham gia trò chơi rồi. Ok đâu? Nhà bạn đâu? Đừng bảo nhà bạn là khoảng đất trống này nha. À đây hả? Oh! Wow! Đẹp nhau! Wow! Wow, tôi phải chat wow một cái mọi người ạ. Đẹp ghê, trời cô không đến nỗi nào nha. Nói chung là mặc dù nó vẫn chỉ là khối vuông thôi, nhưng mà bạn ấy biết cách kiểu gọi là ta có cái giường nè. Oh my god. Cái này có nằm được không? Nằm xuống được. Wow, khò. Bây giờ tôi sẽ chat là khò này. À, tôi đang ngủ nha mọi người. Ê, nằm cạnh nhau được không? Hình như không nằm cạnh nhau được mọi người ạ. Giường này, cái giường này là dành cho một người à. Bạn này đáng yêu ghê á mọi người. Ngồi xuống tiếp này. Mỗi tội bãi sắp ghế ở đây nhìn hơi lạ nha. Tự nhiên có cái ghế ở đây nhìn hơi kỳ. Nhưng mà nói chung là cũng có chỗ để bàn đọc sách này. Chắc là bạn cũng mới chơi á mọi người, nên là còn nhiều cái ấy chưa rõ lắm. Nhưng mà nói chung là được cái nhà như này cũng không đến nỗi là cũng khá là ok chứ. Bản thân Camui là Camui thấy ok nha. Còn trên này thì chúng ta có thể nhìn được này. Hình như bạn bên kia đang xây Dream đúng không? Mọi người không biết mọi người có biết là Dream không? Là Dream là người chuyên gọi là sinh tồn này, xong rồi sinh tồn mà speed run mà ngày trước mà Siro hay thì gọi là hay chơi mọi người. Thì đây hình kiểu là đây là hình tượng Dream mọi người. No one came.
hay là Vanis, không phải bà ấy chat mọi người, đây là người khác. Ê, bà ấy xây cả cái mắc cua này. Hi, cầm người mắc cua ở đây. Yes, I am pro. Trời, các bạn thấy không? Vừa mới vào game thôi mà đã biết mắc cua rồi, đỉnh cho mọi người. Mặc dù hơi phèn phèn xíu nhưng mà mặc dù chả bằng ai. Ui, còn bên kia cái bạn lazy gì đó đang tự xây nhà này. Wow. Ê, cái này như kiểu là một cái khu phố nhỏ nhỏ cho mọi người xây vào nhau. Mà vấn đề là ở chỗ là những cái block kia hình như là các bạn phải tự kiếm với mọi người. À khoan, bên kia là một cái nhà siêu to nha mọi người, đúng không? À không, nhà nó cũng như nhau à? À, mỗi người sẽ có một ô như nhau. Nhưng mà cái bạn bên kia bạn có xây cây này, xây kiểu cái đèn hiệu á mọi người. Bắt tay hả? Bạn bắt tay hả? Có đua xe thật nha mọi người. Tôi sẽ rủ mãi đua xe. Ô, có đua xe thật. Đua xe. Dây chuyền, đi lên. Cho đi lên. Quê quá mọi người ơi, quê quá. Tại vì Kamui sử dụng cái giả lập với mọi người nên là nó không đi theo ý của Kamui mọi người ơi. Nó đi kiểu gì lạ lắm mọi người. À, đây là đi trái phải này, trái này tôi khổ quá. Bây giờ tôi phải chỉnh như này. Đó, lần đầu đua xe mặc dù tôi đua không được nhưng mà nói chung là mọi người thông cảm nha. Từ Kamui xét nút cho nó dễ. Kamui đã xét được nút rồi. Ây da. Không, em muốn... Đây. Mọi người không biết tôi phải xét nút khổ sở như thế nào đâu mọi người. Xét luôn mà cái... đã xét. Nhưng mà vấn đề là các mới xét sai á mọi người. Từ victory. Ủa, ai thắng nhở? Ủa, tôi chưa đi mà. Nè, bây giờ tôi mới đi mọi người ơi. Bây giờ tôi mới... Đấy, mọi người thấy chưa? Đua xe nó phải như thế này. Mỗi tội là hơi phèn một xíu nhưng mà... Ok. Đó, nó phải như thế này. Đấy. Đấy, đua xe nó phải như thế này đấy. Mọi người thấy không? Mọi người thấy tôi đua xe pro không? Ôi, rồi, ok. Đi lên xíu. Rồi, ok, thay vào. Nhưng mà bao giờ thì mới thắng? Đích ở đâu vậy? Không biết luôn á. Nãy giờ là tôi đi là tôi không biết đích ở đâu nha. Ok. Yes. Wow. Ok. Ok. Hình như nếu Kamui không nhầm thì cái bạn đi đua cùng với Kamui á, cái bạn gọi là My Fan đó, thì đã đến đích từ rất là lâu rồi, còn bây giờ Kamui mới đến đây. My Fan, I come with you. Do you see me? Here, I'm here. Yes, you waiting for me, right? Wow. How you did get flame? Gì? Chê người ta thì... Yes, so. Ui, đi ở đây là đúng khó luôn á mọi người. Nhưng mà nói chung là cái này là hình như là đua hai người á mọi người. Và hiện tại là cái bạn ấy đang chờ Kamui á, nên là nãy giờ chúng chưa về đích là đây. No, my friend. Ủa giờ sao? Ủa đây không phải bạn tôi hả? Who are you? Bạn ai mà không phải bạn tôi? Bạn tôi là tên là gì đấy cơ mà. Bạn tôi đâu? Where are my friend? Bạn ơi, bạn đâu rồi? Hình như là chơi xong là chúng ta đến đây dịch chuyển này. Đúng rồi. Đua xong là chúng ta về đây á mọi người. Xong rồi bây giờ tiếp tục về kiểu gì? Cái này làm khó nhau nha. Đền thờ đảo bay dịch chuyển. Không hiểu cho lắm nhưng mà ok. My fan. Fan. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn tôi đâu mất tiêu rồi? Đây, tôi sẽ tìm được bạn tôi. Tôi sẽ tìm được nhà bạn tôi luôn. Mọi người hãy tìm tôi. Tôi sẽ tìm được nhà luôn. Đây, đi sang bên lại là sẽ là thấy nhà tôi này. Tôi nhớ luôn mà. Nhà, tại vì từ cái góc của Kamui có thể nhìn được cái bên kia mà. Thì chắc chắn nhà của Kamui sẽ ở góc bên... Đây là đâu vậy? Hình như cái lâu đài này bị khóa rồi mọi người ạ. Cái lâu đài này bị khóa rồi, không mấy ở đây được. Kamui phải tìm chỗ khác mọi người ạ. Oh my god, bạn tôi đâu rồi? Thấy luôn mọi người. Thật, chơi bao nhiêu lâu nay chỉ có duy nhất một người bạn mà người đấy biến mất. Đây, bên này. Nhà của bạn tôi ở bên này nha mọi người. Bây giờ hành trình Kamui đi tìm bạn. Bạn ấy tên là Valis gì đó. Không nhớ rõ lắm nhưng mà Kamui nghĩ là Kamui có thể tìm được lại. Rồi ok. Bạn ơi, tôi đến với bạn đây. Đây nè, cái nhà hình vuông này mọi người. Mọi người nhớ không? Cái nhà hình vuông này, nhà của bạn tôi đó. Đúng chưa ta? Đúng rồi. Vanis, tôi về rồi đây, bạn ơi. Bạn ơi, ok. Bạn đâu rồi? Bạn có nhà không? Rồi xong, bạn ấy đi rồi mọi người ạ. Chắc là bạn ấy đi tìm bạn khác rồi. Thấy không? Tôi thì đi tìm bạn ấy, còn bạn ấy thì...
buồn quá. Bỏ rơi tôi được một người. Có khi nào mà anh về nhà tôi để chờ tôi không? Ok, tôi đi về nhà tôi coi. Đây là nhà tôi này. Ủa, đây có phải bạn không? Đây có phải bạn không? Là bạn phải không? Hình như không phải, đây là bạn nào đó. Đây là Jenny E. À, cái bạn đầu tiên luôn này. Không phải bạn tôi nha, không phải bạn tôi nha. Bạn ơi, bạn có tìm tôi ở nhà không? Chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ là đây nè. Phải không? Không phải mọi người ơi. Đây không phải bạn tôi biến mất rồi. À đây! Cùng khu vực nên không thể được. I find you. Đó, tôi phải ghi này. I find you. Đó, tôi đang tìm bạn đó. Ok. Hello. Mà bạn ý có cứu tay ghê á mọi người. Không biết là đổi trang phục ở đâu nhở? Không biết là có đổi trang phục được không? Không biết bạn ấy đổi trang phục ở đâu, nhưng mà có lẽ là do bạn ấy mua ngoài á mọi người. Trời đất ơi, tôi tìm bạn ý và hình như cao mừng nghĩ là bạn ấy đang chat cái gì đó. Hello bạn. Hello. Bye my brother asking for my brother gì. My brother nói chung là lấy. Bạn đi đi rồi. Okay, bye. Goodbye. Oh my god, bạn đi là con gái. Me too. Me too. Trời đất ơi. I'm gone too. Okay, goodbye my love. Bạn đừng thoát vội để tôi goodbye bạn á. Goodbye my love. Goodbye my love. Goodbye. Tạm biệt bạn, một bạn nữ rất là đáng yêu người Ấn Độ nha. Tạm biệt bạn. Goodbye my love. Bạn đi rồi. Người bạn đầu tiên mà tôi gặp được trong game. Và bạn, nhưng mà tôi không kết bạn được với bạn ý. Buồn lắm. Ok mà các bạn ơi, và đây là thành phố. À đâu, đây là đảo bay chứ. Đây là đảo bay nhưng mà không phải đảo nha mọi người. Thôi, thật sự luôn á. Và trong đây chơi cũng vui, kiểu tự nhiên mình có một cái người bạn, nhưng mà mỗi tội là không được kết bạn thôi. Hơi buồn nhưng mà thôi, không sao. Ok, và các bạn ơi, và đó là video của Cam Mui ngày hôm nay nha mọi người. Cam Mui có một người bạn để chơi cùng rất là vui. Và ok, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với series game cho con gái của bạn, của ở trong clip của bạn ấy gửi cho Cam Mui nha mọi người. Ok, và hẹn gặp lại các bạn với lần sau. Bye bye, cứ rất là nhiều. Bye bye. Trời ơi, ước gì mà gặp lại được bạn ý nhở. Tiếc ghê trời. Bye bye.